Chào mừng tất cả quý vị đã quay lại với kênh Bi Audio Sài Gòn. Ai đang xem kênh của Bi thì hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để cho quý vị thì quý vị mới liên tục có những video nhận sớm về cho mình, sớm nhất những video từ Bi Audio. Và hôm nay Bi có một lô hàng về quý vị ạ. Thật sự trong mùa đại dịch này thì hàng về rất là nhỏ lẻ và Bi về cũng được không được nhiều hàng lắm. Và rất là vui, hôm nay cũng rất là lâu rồi Bi mới thông báo hàng về phải không quý vị? Và bây giờ Bi sẽ quay một lượt cho quý vị xem. Toàn là những em chân dài thon gọn chứ không giống như chân ngắn như em Bi quý vị ạ. Và toàn bộ là loa revealer cho quý vị, từ tí hon tới từ chân ngắn ngắn. Từ những em bé tí như thế này tới những em lớn như thế này, toàn là revealer cả. Và có thêm một cái rề và một cái bao này cho quý vị. Và đầu tiên mình sẽ giới thiệu cái đôi loa nhỏ xinh này trước. Giá của nó thì cũng rất là nhỏ xinh, giá sinh viên quý vị ạ. Nếu như ai có một căn phòng nhỏ hoặc những bạn sinh viên nào tài chính vừa phải thì mình nghĩ cái đôi loa Revealer này cực kỳ hợp, rất là đẹp quý vị. Nó gồm có một loa bass và một loa treble đây. Bass của nó cũng rất là nhỏ quý vị nha, cỡ tầm đâu độ Bi nghĩ là cỡ tầm hơn 10 cm thì đi đâu ta. Bass của nó không lớn. Bass của nó 13 quý vị ạ. Một loa treble titanium và nó có hai lỗ thông hơi ở trên này quý vị ơi. Chứ nó không phải ở phía trước cũng không phải ở phía sau, nhưng mà nó có lỗ thông hơi. Có còng lưới luôn nha quý vị, tí Bi sẽ gài lưới cho quý vị xem. Và Bi cũng không có nhớ nó là model gì đâu. Bây giờ Bi sẽ quay ra phía sau để quý vị biết đó là model gì. Đây, model của nó đây quý vị ạ. Bocconi Revealer Venice Series Bocconi nha quý vị. Trở kháng của nó là 8 ohm. Hàng Mỹ nha quý vị. Quý vị thấy chưa ạ? Tem Revealer. Đây trạm gắn loa của nó và hai cái này hình như là mắc trên tường. Hai cái bát mắc trên tường quý vị ạ. Loa còn rất là đẹp cho quý vị. Nói chung là nó là dạng đứa sale bé nhỏ rồi. Đi đo xem nó cao bao nhiêu. Nó cao 24 cm cho quý vị. Và nó rộng 26 cm. Nó rộng 26, nó cao 24. Nó chiều sâu của nó là 12 cm ạ. Loa bút xem với cặp loa còn rất là đẹp cho quý vị. Đây, bên này trên là hai cái này người ta dán lên tường đây. Quán cà phê nhỏ nhỏ, bé nhỏ, cà phê nhỏ thì Bi thấy phụ thêm với cặp những cặp loa lớn thì nghe cũng rất là hay. Và đây là hai cái lưới của nó để Bi đại lại cho quý vị xem nè. Đây là hai cái lưới của nó nha. Đây, sau khi mình đẩy e căng lại nó sẽ như vậy. Đây. Và cặp loa này Bi đang bán với mức giá là dưới 3 triệu đồng. Dưới 3 triệu đồng mức giá từ 2 triệu tới 3 triệu cũng rất là nhiều. Và mức giá Bi đang bán là 2.800.000 quý vị ạ. Một đôi loa đến từ hãng Revealer của Mỹ, rất là tuyệt vời. Để hôm nào Bi có thời gian ở Ân Ân thì Bi sẽ test cho quý vị cùng nghe nha. Còn nếu như ai mà mua rồi Bi không có test thì chúng ta sẽ không được nghe cái đôi loa bé nhỏ đến từ hãng Revealer này rồi. Và để xem tiếp theo là đôi loa gì đây. À, một đôi loa Revealer đây. Mình qua bên này nha. Một đôi loa Revealer cột. Nó có một lỗ thông hơi. Nó có 3 loa, một loa bass, một loa mid và cũng là một loa treble titanium. Nó cũng cái treble mình thấy nó cũng giống với cái treble của thằng bé xinh nãy phải không quý vị. Và đây là đôi loa Revealer model E60 nha quý vị. Thì trong video hàng về Bi cũng từng nói là Bi không có test kỹ từng loa đâu. Bi làm tổng quát mà, mình không có làm từng loa được thì cái cặp loa nó Bi nhớ là nó có trở kháng là 8 ohm, độ nhạy nó cũng trên 90 decibel. Và công suất cũng trên 100W nha quý vị. Bi không nhớ chính xác, mình chỉ nhớ như vậy thôi. Còn mình sẽ có bài chi tiết sau. Bây giờ Bi đo cái loa bass của nó coi. Loa bass của nó tính luôn ngoài cái viền kia là nó là 22 quý vị ạ. Một loa mid và một loa treble. Viền
Loa bass của nó là viền cao su quý vị nhá. Còn loa mic của nó là viền vải. Tất cả còn nguyên hết nha quý vị. Loa còn rất là đẹp. Và để Bi đo xem chiều cao của cái đôi loa JBL E60 này là bao nhiêu. Nó có còn 4 cái chân dưới này nha quý vị. Wow, rất là cao. Đôi loa này nó có chiều cao 92cm. Chiều sâu của nó là 30cm. Chiều ngang là 25 quý vị ạ. Tất cả còn lưới hết cho quý vị. Và con tem của nó vừa có cái con tem ở đây, ở trên thùng loa nữa. Và cũng có cả cái tem ở trên lưới cũng có, e căng cũng có luôn nè quý vị. Lưới nó sao khó ra vậy trời. Khó ra lưới Bi không ra được đâu. Bi ướm ra cho quý vị xem nè. Cái lưới nó vậy nè quý vị. Nhá. Nó nhiều mắt quá, nó tới 6 mắt là đầy mệt quá. Đó, cái lưới nó như vậy, trên lưới nó cũng có cái tem luôn. Và khung của nó bên này là khung bằng nhựa nha quý vị. Đây. Lưới của nó còn rất là đẹp. Đây. Rồi. Và cặp loa JBL E60 loa cột này Bi báo mức giá là 9 triệu đồng. Rồi, tiếp tục một bạn JBL nữa. Dưới cái bạn nhỏ xinh này, quý vị mà xem video của Bi ấy, thì quý vị nhớ xem hết. Nhiều người không xem hết thì bảo bán hàng gì mà không báo giá, để nó mà xài đi, nói nó nghe có tức mình không. Xem video thì không chịu xem và bảo mình là để nó mà xài, không ai thèm mua đâu. Trời ơi, người ta nói giá vậy không nghe rồi còn vào bảo để nó xài. Rồi, và cặp loa này là một cặp loa của dòng L quý vị ạ. Đây là cặp loa JBL L3. L3 hôm trước mình cũng có bán một cặp rồi. Và trong cái dòng L này, từ L1 tới L7 nó dùng chung một cái trép nha quý vị. Cái trép này rất là hay quý vị ạ. Trép L7 là dòng cao cấp nhất, gần cả 30 triệu ấy, vẫn dùng cái trép này. Và nó có một loa bass. Bass của nó là viền cao su. Bi đo thử cái loa bass này xem nha quý vị. Bi sẽ đo từ ngoài cái viền ngoài này. Bass của nó là có đường kính 20 nha quý vị. 20 quý vị ạ. 20 và một loa trep đây, có hai loa. Cái tem của JBL đây và cái dòng này là thùng gỗ lạc. Còn cái dòng E60 là simili nha quý vị. Ván ép giá simili hồi nãy Bi quên nói. Còn cái dòng L3 này là thùng gỗ lạc. Và giá của nó Bi đang bán với mức giá là 8.500.000. Dòng R3 này nó cũng có rửa kháng trên 8 ohm. Còn chi tiết thì nếu như ai cần nghe, cần mua, muốn mua cặp loa này, muốn biết chi tiết thì hãy kéo về trước. Bi có video test cảnh cái cặp trước, lúc trước Bi bán rồi. Còn cái cặp này có lỗ thông hơi ở phía sau quý vị. À, và Bi quên nhắc cái cặp này. Cặp E60 này chưa được Bi quay quý vị nha. Mà bây giờ Bi không có một tí được Bi quay phía sau đâu quý vị xem. Nó chưa được Bi quay luôn. Rồi, cặp này bán 8.500.000. Còn cặp E60 là nhắc lại luôn là 9 triệu đồng. Rồi, và liêu của bên này cũng là một cặp JBL, cũng là dòng cột, cũng là đời E, nhưng mà nó đời cao hơn dòng 60 là E80 nha quý vị. E80 này thì nó hơn cái dòng E60 một cái loa bass. Nó tới hai loa bass. Nhưng mà đường kính của hai loa bass này thì nó lại bé hơn bên kia. Một loa bass thì nó là đường kính 20. Còn hình như đường kính của loa bass này là 18 thôi quý vị ạ. Hai loa bass cũng là viền cao su. Bi thấy về cái chất liệu loa đều giống nhau luôn. Cái màng và cái màu cũng giống luôn quý vị ạ. Không khác gì hết. Cũng có lỗ thông hơi ở phía trước. Viền cao su nha quý vị.
Đây là cặp E80. E80 thì giá nó sẽ cao hơn E60 rồi. Đây, một lô mic cũng có strap, đi thấy cái strap y chang, không khác gì cái mic cũng y chang luôn. Chỉ khác về cái bass và khác về chiều cao. Cặp này chắc tầm hơn 1 mét quá. Không. Cặp này cũng như vậy quý vị ạ. Cặp này tính từ cả cái chân luôn là cũng là 92 cm, chiều cao bằng luôn nha quý vị. Con tay cũng bao nhiêu thế, chả khác gì khác về cái màu loa và khác thêm một cái bát loa. Vậy thôi, nó không khác cái gì đâu. Chiều sâu của nó là sâu hơn đây. Chiều sâu của nó lên tới 33 cm quý vị ạ. Và chiều rộng của nó thì nhỏ hơn, chiều rộng của nó thì 21. Còn lưới thế cho quý vị, màu của nó thì này là màu vàng, simili vàng đây quý vị ạ. Cũng chơi được bi quay. Cũng chơi được bi quay và còn cả miếng đồng luôn nha quý vị, còn cả miếng đồng phía sau luôn. Và trở khác của nó là cũng là 8 ohm. Độ nhạy trên 90 decibel và công suất cũng trên 100W trên một loa nha quý vị. E80, JBL E80. Và cặp này bị bán mức giá là 10.500.000. Nếu như ai đang tìm thì hãy liên hệ với Vi sớm. Đợt trước Vi có bán một cặp nhưng mà cái màu nó không giống màu này, màu khác quý vị ạ. Cái dòng, cái model này nó có rất là nhiều màu. Còn lưới hết nha, còn e căng hết nha. Nhưng mà thôi, không đẩy nữa. Cái hàng này nó tới 6, cái e căng của nó tới 6 mắt lận quý vị ạ. Rồi, và bây giờ tiếp theo là hai bạn rề và bo nha. Có người góp ý Bi là không biết ở nhà quý vị vặn núm hay vặn kiểu gì quý vị. Có người bảo xong nhìn vặn núm là có vẻ như là không chuyên nghiệp, không rành. Xin thưa quý vị là ai tới, anh nào, chị nào, bác nào tới đây Bi thử đều nghe được hết nha. Bi chưa bao giờ Bi không thử, không biết gắn dây hoặc là không biết chỉnh để cho quý vị tới nhà Bi nghe đâu nha. Mà bảo là sao nhìn vặn không có sành điệu, không có chuyên nghiệp vậy, tới mức độ đó luôn á. Bi chả hiểu làm sao luôn. Ai vặn chuyên nghiệp kiểu gì thì ai mà nói Bi như vậy thì tìm những người mà vặn chuyên nghiệp đó mà xem. Chứ còn mình thì đúng chỉ đơn giản vậy thôi, mình vặn thôi mà mình biết cái đó là đúng gì, chỉnh ở mức độ nào thôi. Cần vặn chuyên nghiệp nữa, phải giống như mặt cái này phải hợp với cái này thì ok. Mà vặn mà có gì đâu, phải ý kiến nha. Thôi bây giờ Bi giới thiệu cái rề trước nha quý vị. Đây là cái rề Technic. Nói chung là còn rất là đẹp quý vị ạ. Có hôm trước không biết có bác nào cũng có hỏi Bi là còn có bán rời rề hoặc bo không thì Bi quên rồi. Bi quên rồi nên Bi không có liên hệ lại được. Nên là ai đang cần thì hãy liên hệ Bi sớm. Bi sẽ bán rờ tách rời vì hai cái này là hai cái hãng khác nhau nha quý vị. Quý vị nào mua một mua chung hai cái thì cũng bán, hoặc là mua tách rời Bi cũng bán. Ai cần rề thì mua rề, cần bao thì mua bao thôi. Và đây là con rề Technic quý vị ạ. Model của nó là SO9200 nha quý vị. Bây giờ mình sẽ quay hết cái nút này cho quý vị xem. Nói chung là còn hoạt động rất là nghiêm chỉnh và ok. Nói chung là cũng còn rất là sáng và đẹp. Cái màu này là như là màu xanh rằn của quân đội quý vị. Nó giống trong những cái, vì thấy nó giống cái màu viền của mấy cái dòng loa Bowser quý vị, chứ không phải là màu đen nha. Mình quay nó lên như vậy chứ nó không phải là màu đen. Đi xem coi, nó được sản xuất tại Nhật Bản nha quý vị. Made in Japan. Điện 100V. Rồi đang quay phía sau chuẩn bị xem. Và cái con rè SO9200 là Bi đang bán mức giá là 5.500.000. Rồi bây giờ Bi sẽ quay tiếp tới cái bao ở dưới nè quý vị nhé. Bi bỡ cái rè xuống, bây giờ mình quay cái bao cho quý vị xem ạ. Đây cái bao, mình đang quay cái model của nó là Speaker Crack nha quý vị. Cái bao này công suất rất là lớn quý vị ạ. Và nó chạy cũng rất là nhiều sò. Model của nó đây, cái thương hiệu của nó là Speaker Crab, đến từ Mỹ nha quý vị, sử dụng điện 120V. Và model của nó là BB275 quý vị ạ. Còn cái chữ này không biết ai viết lên, nhờ Bi không biết, Bi không có tẩy ra được. Không biết của nhà sản xuất hay là của dân chơi bên đó viết thì mình cũng không biết được ạ. Nói chung là cũng còn rất là đẹp. Và quý vị biết không,
Cái bao này quý vị biết công suất của nó bao nhiêu không? 500W. Như vậy là quý vị tha hồ kéo những cái loa mà bên nghỉ 6, 7 tắc cũng kéo tốt quý vị nhờ. Và quý vị biết chạy bao nhiêu con sò không? 12 con sò tha. 12 con sò tha quý vị. Vậy quý vị yên tâm về cái độ kéo của nó rồi. Bây giờ bị đo cái này nó dài bao nhiêu? Nó rộng bao nhiêu? Nó rộng 43 cm. Và nó sâu là 37. Quý vị ạ, nó rộng mà 43 và nó sâu 37. Rất là đẹp quý vị. Cái ai có rề rồi thì mua cái bao này hoặc có cái van số thì kết hợp với cái bao này cũng ok. Cái bao này thì nó không có chỉnh gì hết nha quý vị. Và con bao này Bi đang bán với mức giá là 6 triệu đồng. Quý vị mua một trong hai cái cũng được, hoặc không có mua cả hai cái cũng được. Quý vị lưu ý giùm Bi nha, Bi bán lẻ. Và nhớ cái hãng là speaker Grab đến từ Mỹ, dùng điện 120V, model là BB275 và công suất của nó là 500W. 500W quý vị, với 12 chạy 12 con sò than. Wow, quá khủng. Rồi bây giờ quý vị nhớ hãng giá chưa ạ? Nhớ xem giùm Bi trước khi phán là không báo giá nha, để dùng không để dùng đâu. Để dùng thì nhà đâu mà chứa, đâu phải nhà ở quê đâu mà chứa quý vị. Rồi bây giờ Bi xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị.